nhìn loạt ảnh của các mỹ nhân này, ai nghĩ họ cùng tuổi nhau chứ? Showbiz Việt có những mỹ nhân, nếu không biết năm sinh thật của họ, bạn sẽ chẳng nghĩ họ bằng tuổi nhau đâu. Ngô Thanh Vân, Mai Thu Huyền, Dương Yến Ngọc là ba mỹ nữ không tuổi của làng giải trí Việt. Thật bất ngờ, ba người đẹp này bằng tuổi nhau và thuộc thế hệ 7X. Dù đã mang danh lớp thế hệ kỳ cựu 7X, nhưng không ai tin họ đã gần 40 nếu không biết chính xác năm sinh của ba mỹ nhân này. Cùng sinh năm 1979, cả Ngô Thanh Vân, Mai Thu Huyền, Dương Yến Ngọc đều trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật, khiến bao đứng mày râu mê đắm. Ngô Thanh Vân là người nghệ sĩ đa tài, cô thành công ở rất nhiều lĩnh vực, là một vũ công, ca sĩ, diễn viên, người mẫu và là đạo diễn có tiếng của Việt Nam. Tuy bận rộn với lịch trình kín mít, nhưng Ngô Thanh Vân vẫn không quên dành thời gian chăm sóc làm đẹp cho bản thân. Bởi thế, trông cô trẻ hơn nhiều so với tuổi 38 của mình. Nổi lên từ vai diễn trúc trong bộ phim truyền hình Những Ngọn Nến Trong Đêm, Mai Thu Huyền nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Cô vừa là người mẫu, diễn viên điện ảnh và là một doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên sau đó, Mai Thu Huyền ít tham gia hoạt động nghệ thuật để chăm lo cho cuộc sống gia đình. Dù là mẹ của hai con nhỏ, nhưng nhan sắc của Mai Thu Huyền vẫn trẻ mãi với thời gian, nhìn cô nàng chẳng khác gì trúc năm nào. Người mẫu Dương Yến Ngọc cũng cùng sinh năm với hai mỹ nhân trên, không quá thành công như Ngô Thanh Vân, cũng không suôn sẻ tình duyên như Mai Thu Huyền. Nhưng so về độ trẻ trung, Dương Yến Ngọc không thua kém bất cứ ai, trở lại sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với diện mạo mới xinh đẹp và trẻ trung hơn. Ở độ tuổi mấp mé đầu 4, ít người đẹp nào có thể giữ được vóc dáng chuẩn như thế này. Cặp đôi Phương Linh, Hà Hồ đều sinh năm 1984, cũng là cặp đôi bằng tuổi sở hữu vẻ đẹp bất phân thắng bại. Được xếp vào danh sách những người đẹp nhất showbiz Việt, nữ hoàng giải trí sở hữu khuôn mặt khả ái, đẹp không tì vết, cùng vóc dáng chuẩn không cần chỉnh. Ca sĩ Phương Linh, chiều cao khiêm tốn, tuy vậy ba vòng rất cân đối với cơ thể và gương mặt thon gọn trẻ trung. Cô từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả với hàng loạt bản hit song ca cùng Hà Anh Tuấn, đặt lên bàn cân với nữ hoàng giải trí quả thật 1910. Những mỹ nhân sinh năm 1988 sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, khó mà xếp thứ hạng cho họ được. Hoa hậu Mai Phương Thúy sau khi đăng quang càng trở nên xinh đẹp trẻ trung hơn. Cô là một trong những hoa hậu được đánh giá cao, cả về nhan sắc đồng thời trong lĩnh vực kinh doanh. Hoàng Thùy Linh như lột xác khi bước chân lại showbiz sau tin đồn tình cảm không hay. Ca sĩ Đông Nhi được nhiều fan ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp như phim Hàn với ông Cao Thắng, và cô ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp, vươn ra thế giới với hàng loạt giải thưởng quốc tế. Đình đám một thời với các bản hit, Bảo Thy vắng bóng trong showbiz một thời gian, nhưng vẻ đẹp trong veo của công chúa bong bóng khiến người hâm mộ không sao quên được. Khởi My, Vân Trang và Diễm My cùng sinh năm 1990, thật khó phân định ai trẻ hơn ai. Ca sĩ Khởi My với phong cách thời trang nhí nhảnh, những kiểu tóc ngộ nghĩnh cùng giọng nói trong trẻo, nếu không biết năm sinh, ai cũng nghĩ cô là học sinh cấp 3. Diễn viên Diễm My xinh đẹp trẻ trung, bạn có nghĩ cô nàng đã gần 30? Vân Trang là diễn viên truyền hình được yêu thích, cô đã là mẹ một con nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp không khác gì thiếu nữ. Những sao Việt bị giang hồ xé quần áo, đuổi đánh, chém trọng thương, các sao Việt đã phải chịu cú sốc lớn và nỗi sợ hãi khi bị tấn công bởi những băng nhóm côn đồ gây cho họ thương tích. An ninh xã hội ngày nay đang ở mức báo động khi những vụ đe dọa đến mạng sống con người hiển nhiên diễn ra một cách công khai, xem thường luật pháp. Những hành động đó có thể tổn thương rất lớn về mặt thể chất lẫn tinh thần của người bị hại và các sao Việt cũng nằm trong số đó. Đông Hùng bị chém trọng thương tay, chiều ngày 29 tháng 8, showbiz lại một phen dậy sóng trước những dòng chia sẻ của nam ca sĩ Đông Hùng trên trang cá nhân. Theo lời anh, do mẹ nợ tiền của những người cho vay nặng lãi nên mới nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Vụ ẩu đả khiến anh phải khâu đến 12 vết trên cơ thể. Đông Hùng cho biết, suốt 4 năm nay, anh nay lưng làm mọi việc để kiếm tiền trang trải nợ nần cho mẹ và nuôi em trai. Anh chia sẻ, tôi khổ lắm rồi, tôi mệt mỏi lắm rồi, gia đình tôi tan nát. Em trai tôi vẫn phải lo cho nó ăn học. Tôi đã phải cán đáng mọi thứ rồi. Tôi đã phải dẹp cái đam mê của mình suốt 4 năm nay cũng vì số tiền lãi mà mẹ tôi đã cầm của mấy người. Đông Hùng cho biết, gia đình vỡ nợ 14 tỷ. Từ một người được cơm bưng nước rót,
anh phải bỏ thủ đô để chạy vào Sài Gòn kiếm ăn, phải làm đủ nghề, từ phụ hồ cho đến rửa chén bát. Ngọc Hiền bị chém 2 nhát vào chân trái. Ngày 19 tháng 12, 2009, showbiz được một fan rung động khi ca sĩ diễn viên Ngọc Hiền bị kẻ lạ mặt dùng mã tấu chém 2 nhát vào đầu gối chân trái tại một tầng hầm tòa nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Vết thương khá nặng khiến cô phải chờ 10 ngày để tháo chỉ, bó bột 1-2 tháng. Sau đó cũng mất khoảng thời gian khá lâu để tập vật lý trị liệu thì chân mới có thể đi lại được. Cô hoang mang kể lại, chiều ngày 19 tháng 12, sau khi đi đóng bộ phim ở khu biệt thự Phú Mỹ Hưng do đạo diễn Trần Cảnh Đôn, khi dừng xe ở tầng hầm để bảo vệ đưa xe vào bãi đậu, tôi bước ra ngoài thì có điện thoại gọi tới, nên vừa đi bộ về phía thang máy, tôi vừa nói chuyện điện thoại. Vừa dứt cuộc gọi, tôi nhìn thấy một thanh niên lạ mặt, đầu đội mũ lưỡi trai tiến thẳng về phía mình. Chưa kịp suy nghĩ gì thì bất ngờ anh ta vung mã tấu chém thẳng vào đầu gối chân trái, khiến tôi khuỵu ngã. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì anh ta vung thêm 1 nhát nữa, sát vết chém trước. Ngọc Hiền nói, kể từ khi Nam Tiến vào đầu năm nay, cô sống khá khép kín và không hề có mâu thuẫn với bất cứ ai trong quan hệ công việc hay tình cảm. Karik, sự việc xảy ra vào Tết năm 2013, được Karik thuật lại trên fanpage khiến nhiều fan hâm mộ lo lắng và bức xúc về tính giang hồ của một bầu show tên T, hoàng tử nhạc rap cho biết, sau khi diễn xong, anh có yêu cầu bầu show thanh toán tiền cachet và chi phí đi lại, nhưng vị này không trả và chở đến một nơi hoang vắng cho giang hồ đánh. Vì quá sợ hãi, anh đã chạy thẳng một mạch vào rừng lúc gần 1 giờ sáng để thoát và kiếm taxi lên trình báo với công an. Kimmy nhận tham gia diễn chương trình Bull Party tại Tuy Hòa cùng một số nghệ sĩ khác gồm Cường Seven, Andre. Được hứa hẹn sẽ trả đúng cachet, tuy nhiên khi kết thúc chương trình, bầu show này cũng không thanh toán đúng như đã nói và lấy lý do có việc bận nên giải quyết sau. Cô và các nghệ sĩ không đồng ý và bầu show đã gọi giang hồ tới đánh họ. Kimmy đã bị đạp văng khỏi xe, các nghệ sĩ sợ hãi phải bỏ chạy vào rừng lúc gần 1 giờ sáng tìm kiếm taxi để trình báo công an. Lương Văn May, vụ việc xảy ra tối 18 tháng 7, 2017. Sau khi đi diễn về, anh May cùng học trò tên Tuyền vào quán của một người bạn tên Hùng ở quận Tây Hồ, Hà Nội uống bia. Ngồi được một lúc thì anh May và anh Hùng ra cổng tìm chỗ vệ sinh. Thấy bờ tường nhà hàng xóm vắng vẻ kín đáo nên anh May và Hùng định đi vệ sinh ở đây. Chưa kịp làm bậy, một người đàn ông xưng là chủ lô đất đi tới chửi bới. Sau đó anh Hùng trở về quán, còn anh May bị người đàn ông nọ lao ra đấm thẳng vào mặt. Lúc đó tôi chạy đi, vừa chạy vừa hô to, học trò của tôi là Lan Văn Tuyền chạy ra can ngăn và hỏi nguyên nhân vụ việc. Thì người đó nói tại vì tôi tiểu bậy vào đất nhà anh ta. Khoảng 10 phút sau, anh ta cùng một người khác cầm dao quay lại đuổi chém thầy trò tôi, nam ca sĩ kể. Tuyền nhanh chân nên chạy sang bên kia đường lánh nạn, còn anh May bị hai người đàn ông lạ mặt rượt đuổi, vừa chạy vừa kêu cứu và van xin nhưng bất thành. Được khoảng 20 mét, May bị hai người đàn ông lạ mặt kia chém 1 nhát vào bả vai rồi ngã gục xuống đường. Dù đã tiếp tục van xin, nhưng tôi vẫn bị hai người thay nhau chém liên tiếp, anh May kể lại. Phương Trinh Jolie bị giang hồ rượt đánh đến mức muốn bỏ hát đi làm nail. Năm 2011, Phương Trinh Jolie lại vướng vào một rắc rối khác mệt mỏi hơn. Đấy là bị lừa đến mức thừa sống thiếu chết vì lỡ cùng Ngân Khánh Lan Trinh lập ra một nhóm nhạc nữa mang tên Amigo. Nữ ca sĩ bộc bạch rằng nhóm Amigo chỉ hoạt động được 1 năm thì tan rã. Thời đó cô ký hợp đồng làm ca sĩ độc quyền với một vị giám đốc giàu có. Khi đi hát cùng nhóm Amigo được một thời gian, Phương Trinh Jolie mới phát hiện ra vị giám đốc kia là kẻ lừa đảo. Những nhà lầu, xe hơi, văn phòng, công ty hoành tráng đều là cái vỏ bọc mà vị giám đốc đó khoác lên người để lừa Phương Trinh Jolie. Suốt 1 năm đi hát, tiền cô nhận về khá ít. Riêng những lời hứa hẹn sẽ đầu tư chăm chút cho nhóm, vị giám đốc kia cũng nuốt lời. Đến lúc muốn hủy hợp đồng, Phương Trinh Jolie bị ép phải bồi thường 1 tỷ đồng. Sau nhiều lần thương thảo tranh cãi, cuối cùng vị giám đốc kia cũng chịu lấy của cô 200 triệu đồng. Nhưng bù lại, Phương Trinh Jolie liên tục bị giang hồ đến nhà quấy rối. Cô không được đi hát, không được làm bất cứ điều gì liên quan đến nghệ thuật trong vòng 2 năm. Sai lầm tuổi trẻ khiến Phương Trinh Jolie rơi vào tình cảnh chán chường. Cứ mỗi tối lại có giang hồ đến nhà đập cửa. Nếu không nhanh chân chạy trốn, chắc tôi cũng khó lòng được lành lặn như bây giờ. Đó là khoảng thời gian khủng khiếp và mệt mỏi nhất cuộc đời tôi. Để tìm lại sự cân bằng, tôi theo gia đình ra nước ngoài sống. Tôi ở Mỹ được một thời gian thì đầu óc trở nên lung tung. Nhiều bữa đi lang thang, tôi nghĩ hay là mình bỏ nghề ca hát,
mình đi làm neo để kiếm sống qua ngày. Rồi tôi cũng đi học làm neo thật. Tôi tỉ mỉ, giữa từng cái móng, tôi đã có ý định rút lui khỏi showbiz để che giấu sự sợ hãi. Lúc đó tôi nghĩ như mình chẳng còn đường lui. Đàm Vĩnh Hưng bị giang hồ tìm đến nhà xé quần áo xiết nợ. Sáng 14 tháng 12, 2016, Đàm Vĩnh Hưng đã phát clip trực tiếp dài 20 phút để tiết lộ sự thật về người mẹ ruột của mình. Ông Hoàng Nhật Việt đã khóc nức nở khi kể về số nợ 20 tỷ mà thân mẫu đã gây ra và bắt anh phải gánh chịu suốt 20 năm. Đàm Vĩnh Hưng kể, nhìn anh tỏa sáng trên các sân khấu ca nhạc như vậy, nhưng ít người biết rằng khoảng 30 năm nay, anh phải nay lưng làm việc để trả nợ, rồi nhiều lần phải khất nợ vì những khoản nợ của mẹ mình. Việc mẹ vướng nợ liên tục khiến Mr. Đàm trải qua những nhục nhã. Theo anh, chủ nợ giang hồ chặn đường, làm phiền các buổi biểu diễn cũng như vào từng nhà, xé quần áo xiết nợ để đòi tiền.